Rồi hiện tại em đang lên bò giao khách nè cô chú chị. Đó, bò chữa nè, bò chữa bô xin tàng lớn đó. Đó, giờ đi lên giao cho khách ha. Bò này em giao về Tây Ninh cô chú chị, Dương Minh Châu của Tây Ninh ha. Hết biết con bò luôn, đi lên cũng đụng được xe luôn. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh con đực kem ha. Đó thì nói chung thì con này thì nó nằm về đực lở của chú chị. Đó con này thì lụng 9 tháng rưỡi tuổi rồi. Đó chiều cao là 1m26. Đó 26 27 bò. Đó chiều cao là 1m26 27 bò phía sau sân khu của chú chị. Đó thì nói chung thì những con đực lở mà chiều cao là 1m26 27 thì lớn bò lắm của chú chị. Đó chân móng hoàn thiện ha, còn một xe là xuống móng xuống bụng gì. Đó thì con đực này thì em chủ nhà bán giá là 16 triệu. Đó 16 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, nội dung 2 tâm số. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng đực này cứ liên hệ số điện thoại trong hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, chỉ nhắn tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp nha. Nó là dòng kem xám của chú chị. Nó là con kem xám móc ha, tướng ta cấp mình xương sóc. Chân móng là chân móng sò, xương sóc thì rất to. Đó đít nở dài nở ha, tướng ta cấp mình. Đó thì con này thì dòng F1 nè. Đó thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ ha. Đây tướng tá là của chú chị, em lấy đít nở dài nở nè. Đó dài nè. Đó có 16 triệu à, mà 16 triệu là bao ship luôn đó, đó bao ship của chú chị tới nhà luôn. Đó thì bà con mình thấy ưng cứ liên hệ xuống thuận để tùng hình. Đó còn muốn gặp chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, xin tin số chủ nhà cho chú chị, cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đó tướng tá cấp mình nè cô chú chị. Đó chỉ có giá là 16 triệu. Đó 16 triệu là bao ship luôn. Đó thì bà con mình ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình mua ha. Đây tướng ta cặp mình nè cô chú chị thấy không. Đó con này nè, em nói con bò này rất dài đòn luôn cô chú chị. Đó thì về phần chân móng nè. Đó chân móng là chân móng sò. Đó xương sóc thì cũng rất to ha, rúng yếm nè. Được con cái em nâng bò này dài đòn dữ lắm cô chú chị, con bò rất dài đòn luôn. Đó bò 9 tháng rưỡi tuổi rồi. Đó chiều cao là 1m26 26-27 bò. Đó giá chỉ có là 16 triệu à. Đó 16 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Đó thì bà con nào thấy ưng thì liên hệ xuống phòng với tình hình. Đây đít dài nè, mặt mài nè. Đó nhìn cái mặt là không biết được lỡ rồi. Bò này thì nói chung thì chủ nhà có vô dàm rồi, nhưng được con cái thì nó dài đòn lắm cô chú chị, nó dài đòn khỏi nói luôn. Đó nó dài đòn hết biết không. Đó tướng ta cấp mình thùng dạo nè. Đó chân móng nè. Đó thì hình ảnh về giá cả của cặp con được lỡ này em gửi đến đầy đủ cô chú chìm rồi. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng được lỡ này cứ liên hệ số điện thoại để tùng hình. Đó còn muốn gặp anh chủ nhà trực tiếp thì điện cho em, xin tin số chủ nhà cho cô chú chị mình điện trực tiếp ha. Đây tướng ta cấp mình em nó dài đòn khỏi nói luôn. Đó giá chỉ có 16 triệu à. Đó thì hình ảnh về giá cả cũng được lẫn này em gửi đến cô chú chị xong để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha. Đó con mẹ thì mẹ bao bê tơ. Đó mẹ bao bê tơ mới đẻ lứa đầu tiên luôn cô chú chị. Đó thì nói chung thì hiện tại đang giữ con cái kem. Đó thì con mẹ ba bê này mẹ tơ mới đẻ lứa đầu tiên thì nó đẻ con cái kem mới được 20 ngày của chú chị. Nhưng mà em nói con mắc sữa khỏi nối luôn. Đó mẹ này mẹ tơ, mẹ này nói chung thì chưa rớt răng luôn. Đó con mẹ này hiện tại chưa rớt răng luôn cô chú chị. Đó con mẹ chưa rớt răng luôn. Con nè tướng tá cấp mình em nói mắc sữa thì khỏi nối luôn. Đó thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 19 triệu 500. Đó 19 triệu 500 là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, trong vòng 2 tâm số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tùng hình. Con mẹ này thì nói chung thì nó cũng nằm về tầng nhì cô chú chị. Đó nói chung thì nó chưa rớt răng, nhưng mà con mẹ này thì nói chung thì sức lớn của nó còn lớn ha. Nhưng mà nói chung thì nó chưa có rớt đôi lăng cái răng nào luôn cô chú chị. Con mẹ này chiều cao là 1m29 tới 1m3 bò. Đó 1m29 tới 1m3 bò phía sau sân khu của chú chị. Đó tướng ta cấp mình chân móng là chân móng sò. Đây con nè. Đó con mới có 20 ngày à. Đó con em nó mát sữa khỏi nói luôn. Thì em nói chung thì cái dòng ba bê á, ba bê thì nói chung thì nó mát sữa cũng như dòng bò siêu rồi cô chú chị. Bò siêu bò cọp rồi ha. Thì đối với những bộ mấy con mà đẻ rồi thì bên em mang sẽ bao lộ cô chú chị trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lưu ý trục trặc bên em mới thâu bò về. Hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn.
đó thì bà con mình đánh giá lá con mẹ nhiêu tiền đó, con nhiêu rồi ha, con này nè đó, mà mẹ con thì có giá có 19.500 à, đó 19.500 là bao ship luôn đó, bao ship cái cục kim chìm tới nhà luôn đó. Thì bà con nào thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em ha, thì tức khi hình em cũng thương lượng xét giá bà con hết rồi. Đây cô chú chị còn chừng móng tướng tá cấp mình hôm nay còn còn mát sữa khỏi nói luôn, họ mới lớn đích nở dài nở em hết biết luôn cô chú chị, em nó ú khỏi nói luôn. Còn mẹ này đó thì về phần chân móng mẹ nè, chân móng mẹ thì chân móng sò đó rất đẹp luôn, đây đúng nè đó, phần chân trước này mẹ này nói chung là chân cẳng nó đứng rất khéo luôn của chú chị đó. Mẹ mặt mày nè đó, em quan sát thì xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn đó, mẹ thì xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn đó, vú nè mẹ thì có bông ha, thì nói chung thì con bò bê thì nó ưa có bông của chú chị. Đây vú nè, vú thì 4 vú đó, vú thì 4 vú ha, mình được con cái mấy con đây con nè đó, mới 20 ngày nè nó còn tốt khỏi nấu luôn đó, mẹ cái ngang nè đây lưng nè đó. Thì bà con nào mình thấy ưng đó thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha đó. Thì bộ mẹ con này giá là 19.500 đó, 19.500 là bao ship luôn đó, 19.500 là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn, dùng 200 số đó. Thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành đó. Thì nói chung thì đi toàn gấp xe không cô chú chị, bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Đây tướng tá cấp mình nè đó, mẹ con chân móng hoàn thiện không ốp xe là xuống rúng ruột gì đó. Mẹ nè đây cùng dạo dần ngang nè cô chú chị mình thấy không đó. Thì em kinh sang nuôi bò Bến Tre phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày đó. Thì bà con nào muốn mua bò vô béo bò sinh sản và hai khung giờ có ưng thì điện cho em ha đó. Mẹ thì mẹ tơ mới để lứa đầu tiên, mẹ này nói chung thì hiện tại thì chưa rứt răng luôn cô chú chị đó, mẹ chưa rứt răng luôn đó. Thì hình ảnh về giá cả của bộ mẹ con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị mình rồi, để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của bộ mẹ con ha đó. Con mẹ thì con mẹ bô xin tàn sát nhất luôn cô chú chị, tàn sát rất lớn luôn, nhưng mà nói chung thì chủ nhà nuôi cũng bỏ bê nên mẹ thì nói chung thì nó đang giữ con đó, con bú mát sữa thì nó cũng hơi dẻo bò cô chú chị đó. Như con mẹ này nó tàn sát nhất rồi đó, thì con mẹ này thì hiện tại đang giữ con cái ba bê này thì lứa thứ hai này cô chú chị đó, đang giữ con cái ba bê này thì lứa thứ hai ha đó. Thì con mẹ này thì em quan sát thì nó còn đôi một đôi răng phé cô chú chị đó, nói chung thì nó còn một đôi răng phé ha đó. Mẹ thì dòng bô xin đó, con thì đang giữ con này thì lứa thứ hai đó, lứa thứ hai con thì mới có được 1 tháng 20 ngày của chú chị đó, con thì mới có 1 tháng 20 ngày à, nhưng mà em nó còn mát sữa khổ nấu luôn đó. Thì bộ mẹ con này thì chủ nhà bán giá là 21 triệu đó, 21 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn, dùng 200 số ha đó. Thì bà con nào thích ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để đồng hành. Con mẹ này em đo chiều cao là 1m39 tới 1m4 bò cô chú chị đó, 1m39 tới 1m4 bò ha, nói chung thì nằm về tàn sắc nhất rồi đó. Thì mẹ con thì em quan sát chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng ruột trời, không ốp xe là xuống rúng ruột gì thì đối với những bộ mẹ con mà đẻ rồi thì bên em bán bao lội cô chú chị trong vòng 3 tháng đó, nếu về cứ lú hí trục trặc thì bên em thâu bò về hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn đó. Nhưng mà được con cái thì em nói con nó sao mình để làm giống sinh sản luôn cô chú chị, con thì rất mát sữa luôn, qua to đó, mới bị rớn mà lúng yếm lúng rúng súng chiên, chân móng thì chân móng sò đó. Thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi đó, nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Đây mẹ tàn sát lớn em nó khỏi nói luôn đó. Thì chiều cao là 1m39 tới 1m4 bò đó, nằm về tàn sát nhất rồi đó. Đây về phần vú thì con mẹ này thì em quan sát thì 4 vú lớn ha, có vú đeo 2 vú đeo gì của chú chị. Nói chung thì dòng bò giờ nó mình cấy ra bò lai không à, nói chung thì sái tích thì người ta cũng chăm chế rồi. Con bò này em nói chung thì trước khi ghi hình em cũng lại em dòm cái nước ăn uống của nó thì nó ăn uống dữ lắm cô chú chị, uống nước hết biết luôn, ăn uống dữ đó. Con nè đó, em nói con này sao mình để làm giống sinh sản luôn đó, con thì sẽ mặt nè
đó xí lưng nè, đây chân móng nè, đó chân sau nè, đây mới bị lớn mà rúng thì rúng thì dằn rúng chia ít nở dài nở nó mát sữa khỏi nối luôn đó, còn rất mát sữa luôn cô chú chị đó. Còn con mẹ nè, đây con mẹ thì xé mặt nè, đó xé mặt thì cũng dạng xé mặt nghiêm chỉnh đây đó, mặt mày mẹ nè, mẹ này em quan sát thì xé mặt xé lưng nghiêm chỉnh ha. Đây mẹ chân móng nè, đó chân sau nè, chân cẳng nó đứng rất khéo luôn, lúng đó đó, mẹ nằm vừa tàn sát lớn à. Chú tá cấp mình đó, thì con mẹ này cái mé bên đây nè cô chú chị, đó cái mé mặt của nó bên đây thì ngay miếng mắt thì em thấy nó có hơi chút điểm mi ha, hơi lan chút. Nói chung thì chủ yếu là con mẹ đẻ con mát sữa cô chú chị, nó giờ người ta cũng chăm chế ba cái trái tích đồ hết rồi, nó chủ yếu đẻ con là mát sữa đó, đó nói chung thì nó giữ con thì nó hơi gầy ha. Đây con mẹ tàn sát lớn khỏi nói luôn đó, chiều cao 1m39 tới 1m4, bò là nằm về tàn sát nhất rồi đó, mà mẹ con 21 triệu, đó mà 21 triệu là bao ship luôn đó, bao ship được cuộc chương trình tới nhà luôn. Thì bà con mình nếu mà ưng thì mình thêm tới thêm lui cho kỹ đi đó, nói chung thiệt ưng mình thì bà con mình bỏ ra mấy chục triệu nè để mình mua cặp bò về mình làm giống sinh sản đó, hoặc mình nuôi vú béo thì bà con mình xem tới thêm lui cho kỹ đi, nào giá cả hợp lệ thì mình mua, còn nào giá cả không hợp lệ bà con mình đợi kiếm con khác ha. Đó thì con mẹ này thì nó mới rớt có 3 đôi răng à, còn đôi răng phé luôn đó, còn đôi răng phé luôn thì đây con nè đó, mẹ con về có 21 triệu, 21 triệu là bao ship luôn đó. Thì em kinh sang nuôi bò bánh kem sống lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối ngày đó, thì bà con nào muốn mua bò vô béo bò sinh sản còn hay cũng giờ có ưng thì điện cho em ha. Tướng tá cấp mình thùng dạo nè cô chú chị, em nó khỏi nói luôn, nhưng được con cái em nói đây con mát sữa luôn cô chú chị, để con rất mát sữa luôn, để con nó sao mình để làm giống sinh sản luôn. Mẹ thùng dạo dàn ngang mẹ đó, mẹ những lông những nhừ em nó những con mẹ mà lông nhuyễn vậy nè, để con rất mát sữa luôn cô chú chị đó. Chúng ta cấp mình thùng dạo nè, ngang nè đó, mẹ con giá 21 triệu, 21 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn đó. Thì hình ảnh về giá cả của bộ mẹ con này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi đó, thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay